chiều 27 tháng 11, Hội nghị thẩm định đề án đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì hội nghị. Thành phố Bắc Ninh là đô thị trung tâm của tỉnh Bắc Ninh, có diện tích 83 km vuông, dân số khá tập trung với mật độ trên 6.000 người 1 km vuông. Với vị trí địa lý thuận lợi, cách thủ đô Hà Nội và sân bay nội bài 30 km, thành phố Bắc Ninh là đầu mối quan trọng giữa Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Trên hành lang kinh tế Việt Nam Trung Quốc nằm trong tam giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đánh giá cao thành phố Bắc Ninh có sự phát triển vượt bậc trong thời gian vừa qua cũng như đánh giá cao vai trò, vị trí của thành phố đối với tỉnh Bắc Ninh nói riêng, vùng thủ đô và tam giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh nói chung. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị Bắc Ninh tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, nhất là các góp ý liên quan đến các tiêu chuẩn chưa đạt được điểm tối đa. Thứ trưởng nhận định các tiêu chuẩn chưa đạt đều liên quan đến đất trong phát triển công trình dân dụng, công trình công cộng, dịch vụ, đất giao thông, đất cây xanh. Do vậy, ngay từ bây giờ, Bắc Ninh phải đặc biệt quan tâm dành quỹ đất cho phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Thứ trưởng nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cần chỉ đạo ra soát số liệu, cập nhật thông tin và định hướng đậm nét hơn trong phát triển thành phố. Bởi sau khi được công nhận là thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh, Bắc Ninh tiếp tục triển khai một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng đề án đưa tỉnh Bắc Ninh là thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó thành phố Bắc Ninh là lõi. Đô thị lõi chưa giải quyết được các vấn đề tồn tại thì cũng chưa thể hoàn thành được mục tiêu của đề án. Hội đồng thẩm định đã thống nhất thành phố Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1, trực thuộc tỉnh Bắc Ninh với điểm số 89,93.